Sự đối thủ này thì Nam đã thi đấu rồi và đã từng ăn rất là dễ ở Singapore. Nhưng mà khi mà vào vào SEA Games là một đấu trường khác thì đối thủ chơi khá là hay. Và khi mà mới vào thì Nam cũng thấy bất ngờ vì vì đối thủ hôm nay đánh hay đến như vậy thì may cũng may là Nam đã điềm tĩnh xử lý những đường bóng có chút may mắn hoặc là mình có kinh nghiệm hơn đối thủ chút xíu thì mình đã giành chiến thắng trận hôm nay. Về đối thủ của Philippines thì Nam nghĩ là đây là một đối thủ cũng khá là nhiều kinh nghiệm vì lúc trước lúc mà khi Nam còn trẻ Nam mới thấy anh này đánh rồi và hiện tại thì anh này không còn đánh nhiều những giải chuyên nghiệp nữa. Nhưng mà khi mà Nam thấy anh ấy đánh ở Philippines cũng có những khán giả phụ ủng hộ thì anh ấy đánh rất là tốt. Ví dụ như hôm nay trận tứ kết anh ấy thắng 6-1 6-1 rất là dễ trước Tay vợt Malaysia thì Nam nghĩ là anh ấy đang có phong độ rất là cao thì Nam phải chuẩn bị cho những điều khó khăn ngày mai. Thì hiện tại thì Nam và Daniel đang đánh rất là tốt ở nội dung bán kết thì hy vọng là anh em sẽ có thể chơi tốt để có thể gặp nhau ở trận chung kết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.